Rồi, xin chào các bạn. Đây là máy trạm Dell Decision T7910. Đây là con trâu Dell trùm cuối rồi các bạn, của dòng E5 V3 và V4 các bạn. Hôm nay mình sẽ build cho khách một cái thùng máy Dell T7910 chạy hai con E5 2680 V4 các bạn. RAM là 128GB, gồm 4 thanh 32GB các bạn. Bus 2400, bởi vì CPU E5 V4 là chạy RAM bus 2400. 2680 V4 thì nó xung là 2.4 turbo 3.3, tuto là 28 core 56 luôn các bạn. Cặp hình là GTX 1070 bản 8GB. Rồi, cũng như một cái mọi cái máy T7810 hay 7910 khác các bạn, mình hay build để làm đồ họa render đó, thì hôm nay khách dùng cái máy này để chạy máy ảo VMware các bạn. Điểm nhấn của cái máy này là một cái ổ SSD 970 Evo Plus các bạn, NVMe M2 thông qua cái cạc chuyển này. Rồi tiếp theo nữa là sẽ có hai cái ổ Western Black các bạn. Dung lượng là 4 TB và chạy RAID 1 4T cộng 4T thành 4T các bạn, để an toàn dữ liệu các bạn. Rồi ok, mình sẽ gắn cái SSD này vào, Intel hai ổ cứng này vào, và sau đó mình cấu hình RAID 1 cho các bạn tham khảo luôn. Riêng cái SSD Samsung 1T 90 Evo Plus cộng với hai cái ổ cứng 4T Western Black này các bạn là đã mười mấy triệu rồi các bạn. Khá là tốn nhiều chi phí. Rồi, tiệm này có khách nên hơi ồn, bạn thông cảm nha. Rồi, thao tác mấy cái này là phải hết sức nhẹ nhàng và cẩn thận nha các bạn. Rồi, chúng ta gỡ lên. Rồi, dàn ốc xuống. Rồi, mình bắt ốc vàng này để cố định lại các bạn. Rồi, mình ghim lên cái khe reset red 48x hay 16x trên đeo đều được các bạn. Rồi, mình sẽ intone lên cái khe này. Rồi, xong rồi các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ ốp hai cái nắp RAM lại đó các bạn. Mình dựng cái máy lên để mình dễ gắn ổ cứng hơn. Rồi, bây giờ bạn bật cái này, các bạn mở khóa cái nắp trước ra. Rồi, sau đó mình mới kéo cái càng gài này xuống nè các bạn. Rồi mình lật cái này lên trước. Rồi. Rồi, mình sẽ tháo được cái nắp này ra. Và cái ổ cứng là nằm đây nè các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ gắn hai ổ cứng vào trong đây. Rồi, cái này thì các bạn bật cái này vẽ ra như thế này. Rồi, chúng ta sẽ thấy cái chữ đeo đây nè các bạn. Rồi, chúng ta vẽ ra vậy. Rồi, chúng ta sẽ rút được cái tray ra. Đó. Rút hai tray, mình gắn hai ổ cứng thì mình sẽ dùng hai tray các bạn. Rồi, thì đây là cái ổ cứng khi mình khui ra nè các bạn. Rồi, đây các bạn thấy có bốn cái mấu này sẵn rồi các bạn. Rồi mình đặt cái ổ cứng vào thôi. Rồi. Bên đây. Rồi. Sau đó mình đút vào lại các bạn. Vẫn để ngửa cái chữ đeo này ra. Đó, rồi sau đó mình đút vào. Rồi, cái mặt này qua bên đây nha các bạn. Rồi. Rồi sau đó mình nhét được vào. Tiếp tục với cái thứ hai các bạn. Rồi, đây cái nữa. Rồi mình sẽ đút lên đây. Rồi, lọt vô rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đút vào. Rồi, sau đó mình gài lại. Đó. Vậy là ổ cứng 01 mình đã gắn đây. Hai cái tay này để trống các bạn ha.
Rồi cái nắp này nó có những cái mấu này nè các bạn. Mấy bạn sẽ cho nó dọc cái vô này vô trước. Đó. Rồi ép vô các bạn. Rồi xong rồi. Các bạn bấm cái nút này về lại để nó lóc cái gậy đó lại các bạn. Đó là lóc cái ổ cứng này rồi. Rồi bây giờ mình vào BIOS các bạn. Mà Dell Decision Tower T7910 đây. Rồi System Information thì BIOS version đang ở A33 là A33 là bản mới nhất rồi các bạn. RAM 128GB DDR4 rồi các bạn ha. Bus 2004. ActiChain là gồm 4 thanh này các bạn. Rồi mình kéo xuống chút xíu nữa là chúng ta sẽ thấy là N5-2680V4 CPU thứ nhất nè các bạn. Đây hai con nè các bạn ha. Rồi xuống dưới nữa là các bạn thấy nè, cái ổ sách là Watson 4T nè các bạn. Rồi ổ Blu-ray, ổ DVD đó các bạn. Rồi Smart Store nè, là cái ổ SD NVMe 1T và cái Vega Compare này là cái card 1070 đó các bạn. Rồi ok các bạn, hồi nãy nó nhận thiếu một ổ sách 1 thì mình mở ổ sách 1 để mình gắn lại tiếp xúc tốt hơn các bạn ha. Là sách 0 sách 1 rồi nè, là hai ổ 4T các bạn. À các bạn phải lưu ý nha các bạn phải vào cái thẻ System Configuration này, các bạn xuống cái thẻ Red SAT Red Control á, các bạn phải enable lên thì cái ổ kia nó mới nhận được nha các bạn. Các bạn lưu ý chuyện đó. Rồi bây giờ mình sẽ reset máy lại. Rồi chuẩn bị vào cấu hình Red các bạn. Khi mình enable Red lên các bạn, khi mà khởi động máy quá trình nó detect ổ cứng này đó, nó mất thêm thời gian các bạn cứ bấm Ctrl C nha. Rồi chờ chút xíu, vô cấu hình SAT Utility. Rồi vô bản này, ở đây là cái chữ LSI SAT 380R các bạn. Do nó bị chóa nên không thấy rõ lắm. Chúng ta enter luôn. Rồi chúng ta dùng phím xuống, chúng ta vô RESTRO-PT enter. Và ở đây là mình sẽ read 1 volume nha các bạn. Đây. Rồi ok các bạn. Rồi ở đây các bạn thấy là ổ cứng 4T thứ nhất nè, 4T thứ hai nè. Ở trong đây thì nó nhận còn 3T6 các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ enter. Rồi mình sẽ chọn Z nha các bạn, mình bấm dấu cộng đó các bạn. Rồi sau đó các bạn chạy sẽ bấm phím C nè các bạn, Reach Volume C. Rồi sau đó mình sẽ chọn xuống Cell Chain, sau đó là Shift the Menu. Rồi bạn thấy nó sẽ Reach nè các bạn. Rồi xong rồi. Rồi ok các bạn, xong rồi. Bây giờ mình đã có Reach 1 Volume gồm slot 4 và slot 5 các bạn, hai ổ 4T. Rồi bây giờ mình sẽ ra mình cài Windows. Mình cài Windows 10 lên trên cái SSD NVMe rồi sau đó mình vô mình test máy thử. Rồi ok, mình đang cho full load cặp CPU này luôn các bạn. Thì hai con CPU này là 28 core 56 luôn. RAM đang load lên tới 99%, 127 trên 128GB luôn các bạn. Rồi mình để vài phút test sơ qua là ok rồi các bạn, tại vì máy mình cũng đã test kỹ rồi. Rồi xong rồi các bạn. Dell Decision T7910 hai con CPU 56 CPU nữa các bạn. Cái này là 56 thiết đó các bạn, RAM 128GB, các hình RTX 1070. Mình chỉ test hàng đầu thôi nha các bạn. Thì đây là tốc độ của cái ổ 970 Evo Plus đó các bạn. Rồi. Rồi các bạn mở Device Manager á thì các bạn sẽ thấy có LSI Logical Volume Exit Edit Device nè các bạn. Và một cái ổ là SSD 970 Evo Plus 1T. Đó, đây mình vô Disk Management nha. Thì hai cái ổ đó nó đây, cái ổ này được RAID 1 từ hai cái ổ 4T nên các bạn chỉ sử dụng được 4T thôi các bạn. Backup lại cho nhau. Rồi mình sẽ change cái ổ DVD này thành cái ổ E đi. Ok, sau đó mình sẽ read một cái volume đây các bạn. Mình để hẳn là 4T luôn. Ghi là RAID 1. Rồi mình net Phoenix. Rồi ok các bạn, như vậy là máy khách hàng mình đã build theo đúng nhu cầu của khách hàng các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi clip của Nam Súc ủng hộ của mình nha các bạn. Xin chào, cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại. Rồi ok, máy sẽ kèm cái bộ bàn phím Dell nè, con chuột Dell nè các bạn, sợi dây nguồn của Dell luôn. Và có một cái bộ lưu trữ UPS các bạn, của Santac 1000 VA các bạn. Rồi cái Santac này mua khoảng 2 triệu tư mấy chục đó các bạn.